con ngồi ghế đi con. Mới kính thưa thầy giáo, con hỏi thêm mấy câu nữa là sau khi mà con tu 30 phút rồi thì con sẽ đi sinh hành, hoặc là nếu con không đi sinh hành thì con ngồi cứ thư giãn, nhưng mà trong khi thư giãn thì nó cũng là cái định sáng suốt. Khi định thư giãn thì nó cũng là cái định sáng suốt, thì trong khi đó thì mà tụi đạo nói là trong cái thời gian đó thì không có quán thì cái gì nữa chứ ông, nhưng mà nếu mà trong khi mà cô thư giãn thì nó có những cái gì như con có thể lên quán được chứ con. Nhưng mà có cái lưu ý đầu tiên á, mấy con ngồi vậy nè, thì các con thấy cái lời Đức Phật dạy đó, lời Đức Phật dạy nó cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân, nghĩa là mình nương vào hơi thở mà mình nhìn bốn chỗ thân ngồi tâm pháp không, tức là mình nhìn cái thân của mình từ đầu chí chân, cảm nhận cái từ đầu chí chân của mình từng theo hơi thở gì, có mục đích như vậy. Đó là cái thức tu tứ niệm xứ, nghĩa là mình quan sát ở trên thân ngồi tâm của mình bằng cách là mình quan sát cái thân của mình, trong thân nó có tâm của mình, có cảm thọ của mình, nó đủ không? Các pháp tác động vô thì nó có đủ bốn chỗ rồi, mà chỉ cần biết cái thân của mình, cảm nhận được cái thân của mình từ trên đầu tới dưới chân là được, y như cái đề mục của định niệm hơi thở vậy. Đó là cách để chúng ta cách thức tu tứ niệm xứ á, cái đó là tu mới tu tứ niệm xứ, chứ còn mình không biết quán nó thì coi như là không biết tu. Cho nên cái danh từ quán là danh từ quan sát, nó có chướng á thì mình đuổi, mà không chướng là thôi, không chướng là tức là thanh thản là như sự chứ không có gì đâu. Thế nên mình ngồi thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó thoải mái lắm. Nhưng mà mới đầu á, mình tập cho nó quay cái tâm để mình nhìn á, thì nó hơi cực mình chút, hơi khó đó. Cho nên sau đó thời gian quen rồi cái thấy nó thoải mái, để mình vừa nhìn cái điểm đó là nó quay vô đó thôi, tức là nó thấy hơi thở đây mình quay vô. Đó, sau đó nó dễ lắm. Và đồng thời á, thì mình có định vô lậu nè, có nhí tâm một phút để mà để vui bệnh, mấy con cái đó là cái căn bản để vui bệnh đó. Từ phút này cái nó còn bệnh nữa thì mình nấu phút khác, cứ phút này tới phút khác, thành ra nó có một loạt phút chứ không phải là một phút, nhưng mà nó căn bản, căn bản. Bởi vì mình đau rồi thì tức là chỉ còn có nhiếp với con an trú ở trong cái cho nó cái hơi thở hoặc là cái thân hành của mình, thì mình sẽ đẩy lui được những cái thiếu ngại pháp đó. Thì như vậy là mấy con đã nắm vững được cái pháp tứ niệm xứ tu rồi, nó không còn khó nữa. Chỉ còn bây giờ mà triển khai cái tri kiến của mình thêm, thì khi có từng niệm gì đó mình ngay đó là mình phát giác nó ra được, mình phá vỡ quá chỉ chuyển quá nó phá vỡ được cái niệm nó liền. Mà mình cứ hàng ngày mà siêng năng mà đẩy lui cái niệm đó, đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của mình, thì ngày ngày mình mới đầu thì nó ào ạt vậy chứ sao nó thưa dần, nó thưa dần rồi nó hết mà giả lại cái tâm mà mình thấy nó quay vô nó nhìn đó, đó là tâm không phóng dật. Cái thức mình tập nó quen rồi bắt đầu nó quay vô, thậm chí ở ngoài tiếng động gì nó không cần chú ý, nó cần nghe đâu, nó hay ở cái chỗ đó. Cho nên mình tập dần rồi nó quen rồi nó quay vô. Còn ở trong khi thư giãn thì thư giãn thì nó vô, nó đem ra quán, bắt đầu ngồi nữa, rồi sau đó cái tới chừng là con đi đó thì nó nương với bước chân đi, chứ nó quan sát ở trên bốn chỗ thân nó cũng tứ niệm xứ. Cho nên nó có niệm thì nó cũng dùng y như mình tu tứ niệm xứ vậy, mà không niệm thôi. Rồi tới cái đó nó kế đến đó bắt đầu nó mình đi, bắt đầu trước khi mình đi đó thì mình đứng, không mình đứng nó im lặng, nó dễ quan sát. Sau đó tới đi rồi tới nằm, tức là mình thấy cái sức tỉnh của mình nó càng cao lên, ít có bị hôn trầm, bắt đầu mình mới dám nằm. Nghĩa là thầy nói chung là thầy dạy đi từng bước, đầu tiên thì mấy con ngồi trên cái ghế, sau đó mấy con ngồi chiếc dài hay lần lượt. Hoặc bữa mà thầy bắt mấy con mà ngồi trên ghế thoải mái để tự nhiên để mà nhiếp tâm, để mà tập cái đầu tiên để mình quay cái tâm mình vô, mình nhìn cái bốn chỗ thân đò tâm của mình á. Sau khi mấy con nhận ra được rồi mấy con về tập, rồi bắt đầu mấy con ngồi ký già, mấy con thấy nó quay vô dễ lắm, không có khó đâu. Con ngồi ghế là hơi chịu quá, ngồi ghế là không ra nó vô được. À. Như cái này là cái cuộc sống nó bị tâm. Đúng rồi, nếu mà là mình thấy cái đặc tướng của mình như thế nào. Bởi vì cái về vấn đề tứ niệm xứ nó cũng không quan trọng gì vấn đề ngồi ký già. Nhưng mà mình ngồi cái tư thế nào mà để tâm mình nó quy vô được thì đó là nó hợp với mình, tức là đặc tướng của mình. Con ngồi ghế này mà bị hôn trầm thì con phải nên tránh, không được ngồi. Bởi vì hôn trầm là một tướng chướng ngại của thân tâm của con rồi, cho nên con không nên ngồi. Mà con ngồi kiết già là không bị thì con nên ngồi kiết già. Mình tránh cái chỗ mà chướng ngại có những cái ác pháp chướng ngại vào thân tâm của mình hiện về. Còn chúng tôi dựng lão là khi mà con tu xong 30 phút
Được chứ con? Cũng được. Được chứ. Bởi vì mình để cái thời gian trước nó ổn. Cho nên mình triển khai cái tri kiến của mình ra, càng nó mình càng làm bài thì mình triển khai được cái tri kiến rồi. Nó càng thông suốt thì nó rất dễ, mình dễ phá những cái niệm, dễ chuyển hóa được những cái niệm, dễ diệt được những cái niệm. Cho nên gọi là mình ly dục ly pháp dễ diệt. Mua thì con không biết dám, mua mới dám, tại vì tôi sống thì con không dám vô làm bài, nhưng tôi nghĩ sau đó con biết bài, nhưng mà thời gian họ cấm thì đủ quá. Vậy là khi mà con viết bài xong rồi con có thể vô tu liền được không? À, con viết bài xong rồi vô tu liền được. Được, không có sao. Hai cái cũng được, qua lại mình không mất gì cả. Coi như là mình triển khai tri kiến xong rồi cái bắt đầu quay vô, tức là nó không có hoạt động nữa. Cái đó được, cũng như nó nghỉ ngơi nữa. Cái đó được, không có sao. Rồi con hỏi tới con hỏi thầy. À, bây giờ đó em, bởi vì mấy con phải hỏi thầy đó, thầy cho 30 phút thôi, thì bắt đầu bây giờ muốn tăng lên mấy con hỏi thầy. À, sau khi 30 phút đó con xét thấy trong trong một buổi mà tu tập của con, rồi tới một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ mà con thấy con nhìn quay vô mà nó không bị quên, nó dễ quên, mà quay vô chứ lát đó nó quên, nó không chịu quay vô, nó quan sát đâu, rồi mình trước mình nhớ, mà suốt 30 phút này nó không quên thì con tăng lên được. Thì nào mới được thì mới tăng lên. À, tăng lên chứ nó còn quên nữa thì không được. À, nó còn quên thì tức là 30 phút mà chưa có trọn con hiểu không? Mà con thấy không? Nó không có quên, tức là nó luôn luôn nó trong suốt 30 phút mà thấy nó nhìn được cái thân của nó nương vào hơi thở mà nó cảm nhận cái thân lên xuống rõ ràng. Nó cảm nhận cái sự rung động của cái thân nó, ví dụ con hút vô thì nó có rung động nhẹ đó, mình cảm nhận cái sự rung động đó thì tức là con đã quan sát nó chứ không gì. Thì mà nếu mà nó không có quê, suốt 30 phút mà con thấy con không quê, tăng lên được rồi. Tăng lên 1 giờ đó, chứ không phải là tăng lên 5 phút, 3 phút đâu. 30 phút này được là tăng lên 1 giờ, để 1 giờ đó, để đừng có thấy nó luôn luôn, nó chú ý, nó nhìn được cái thân nó rồi. Thì tức là nó ở trên tứ niệm xứ nó quan sát được rồi. Thì do đó là con tăng lên 1 giờ. Rồi 1 giờ ráng tập cho được rồi, tăng lên 2 giờ. Bởi vì nó là tứ niệm xứ, nó suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục, mà 3 tiếng đồng hồ liên tục rồi nó tỉnh thức rồi, con đi luôn đó, không? Nó đi luôn. Nếu mà mình thấy những cái chướng ngại pháp của nó không có tác động là mình đi luôn đó. Chứ còn tác động thì mình giữ. Như bây giờ 30 phút con thấy con tập nó quay vô được rồi, tức là con không quên, không có quên cái chỗ mình nó quan sát cái thân của nó rồi. Rồi bắt đầu con tăng lên 1 giờ. 1 giờ đó con mới thấy từng niệm của nó ra. À, trong một suốt 1 giờ đó có cái niệm này, có niệm kia, con cứ xả chừng nào cái niệm đó trong 1 giờ đó hoàn toàn không có, cái con tăng lên không còn niệm nữa, tăng lên. Lấy 1 giờ làm cái chuẩn mà. Còn lấy 30 phút làm cái chuẩn để quay vô nhìn, bởi vì nhiều quá không được. Cho nên cái sức tập trung của mình trên 30 phút mà bị được 30 phút rồi nó không quên đó, thì mình tăng lên 1 giờ nó quay vô được rồi. Nó quay vô được rồi thì bắt đầu bây giờ mới là xả ly dục ly pháp, xả tất cả niệm, niệm thọ cũng xả, nó tức là đau nhất gì trên thân mình cũng xả, nó dùng phương pháp mà xả. Và niệm cái tâm niệm mình có niệm gì đó cũng xả, dùng cái định vô lậu mà xả. Xả chừng nào mà khoảng 1 giờ đồng hồ mà con không thấy có niệm, thân thả an lạc vô sự, không thì bắt đầu con tăng lên 2 giờ, tăng lên 1 giờ kế đó là 2 giờ, chứ không phải tăng lên từ 30 phút rồi tăng lên. Cho nên từ cái căn bản này mà đạt được rồi mấy con sẽ thấy nhanh lắm. Đó, mấy con ráng tập như vậy đó, nếu mà được thì cứ tăng lên, mà chưa được thì phải ở chỗ 30 phút này. Thì hôm mà gặp thầy chứ con thấy cái gì con tập đó thì ngày hôm qua đó thì con thấy khi tập 30 phút xong ấy thì vô khoảng chừng 10 phút hoặc 15 phút thì nó có được cái trạng thái của cái niệm xứ, nên là nó con thấy là cái bệnh thì tâm thì nó trụ ở trên thân cái gì đó nó bất động, nó yên lặng. Nhưng mà nó quan sát, nó cảm nhận được cái thân của nó bằng cứng. Thì nó qua vừa hết 30 phút thì con thấy nó cũng tiếc, có nghĩa là trong thời gian đó nó thấy nó cũng như nó vô tốt phải này. Thì con chuyển qua là con đi cái tiệm tính chứ con không ngồi.
mà từ đó tới đấy ngồi thì hẹp chuyển nó cũng đi, nó không gì là cũng giữ được cái tâm cái định tĩnh. Tại vì không đi 30 phút thì mình thấy nó vẫn quan sát mà cái hồ quan sát nghe cái từ nào nó coi chừng cái sự yên lặng của nó là nó bị tưởng. Hồ quan sát thì tôi thấy nó không có bị tưởng vì nó thấy luôn luôn nó quan sát cái thân mình. Đúng rồi, nó quan sát. Dạ, thì tôi thấy nó không bị tưởng. Nhưng mà nó thích tiên. Lâu lâu quá thì nó có một cái điểm ngứa hoặc là điểm nhột. Chứ lại cái khởi niệm thì nó cũng không khởi. Nó có một hai niệm như đó không có phim đó anh vậy con thấy gì đó thôi, nó khởi lên chút vậy thôi, cũng biết là đủ cái nào thôi. Dạ. Nhưng con thấy vậy con chuyển từ hồi mà băng ngồi đến qua băng đi, nó rẩn rẩn yên vậy. Thế rồi con thấy đi 30 phút rồi nó vô cái ngồi xuống, nó vẫn giữ được 30 phút nó ngồi yên luôn. Rồi con vậy con cho vô luôn 30 phút nữa thì tới làm thứ hai tiếng ngồi vậy. Cảm thấy bốn lần vừa đi vừa đứng mà con vẫn giữ được cái trạng thái mà vừa bước ra đi rồi đứng dậy ngồi xuống vậy vẫn hoàn. Nhưng mà tới cái đoạn mà thứ tư đó là 30 phút sau cùng thì cái điểm nó nhiều nhà nó có gọi người này người kia hay thêm nhiều hơn, con không biết cái đó nó làm nó về con đi gì có trúng hay không, nhưng nó không quá lố nhiều không vì thấy thời gian kéo dài được á, xong kéo ra làm thử, kêu làm thử á. Dạ, bắt đầu bây giờ đó con phải căn cứ vào nó một ngày một đêm 30 phút than hả? Để coi chứ con khéo con làm cái hụt hẳn con ạ. làm thử rồi là được rồi, cái làm riết cái nó hụt hẳn. Vì cái khả năng của mình nó chưa đâu, nó chưa đủ đâu. Bây giờ con làm như thế này con tu 30 phút. Mặc dù nó được rồi nhưng mà con đừng có tiếc. Để rồi tới cái thời kế mình làm nữa coi sao. Mà xuống trong một ngày một đêm mình thấy 30 phút mình điều khiển được, chủ động được rồi. Đó, thì bắt đầu bây giờ là mình mới tăng lên. Tức là con sẽ thay đổi, thay vì 30 phút con ngồi thì tới 30 phút đi. À, con nhiếp tâm đi. Rồi cũng coi thử coi nó trong khi mình thay đổi vậy. Chứ mình đừng có, mình coi như là cái ngồi là 30 phút rồi đi 30 phút nữa là liên tục với nhau là con 1 giờ rồi đó. Nó không ít đâu. Do đó thì con cũng tu tới giờ thôi, rồi con cũng dừng lại đó coi tới con sao. Nếu được nữa thì tới con trở lại con ngồi 30 phút nữa là tức là giờ rưỡi. Con hiểu chưa đó không? Đó vậy đó, tức là mình thay đổi và mình tu tập trong bốn quay nghi là phải tập trong khi cứ quay nghi đứng nữa con. Chứ không phải là ngồi rồi tập bắt đầu đi rồi tập đứng rồi mới ngồi trở lại. Nó bốn quay nghi là tức nằm nữa. Để mà phá cái hôn trầm thì viên luôn đó. Mà con khi mà con quan sát, con nhìn được cái thân của con rồi thì nó ít có bị lắm, nó hoạt động nó ít bị lắm. Cho nên vì vậy mà trong khi đó đi rồi mình thấy những cái niệm con như thế nào, nó thưa dần thì mình việc sử dụng cái định vô lậu mình được phá những cái niệm. Còn nhét cái cảm thọ đó thì mình dùng cái định niệm hơi thở đó, mình nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, mình tác ý đủ bệnh. Đủ chừng nào mà cái cảm thọ con nói bây giờ nó ngứa thì con đừng có gãi được gì hết, mà cứ dùng cái pháp tác ý để mà nương vào hơi thở tác ý đuổi chừng nào hết ngứa thôi, mà còn ngứa là còn đuổi, cũng như bị chướng ngại mà hết chướng ngại nó mới thanh thản được. Còn đó là cách thức của mình để đuổi đi dục lấy ác pháp chứ không có gì hết. Mà trên tứ niệm xứ lúc nào con thấy cái chỗ này nó bị con đi cái nó cũng mà chuyện gần đến 2 tiếng ngồi thì con thấy cái lực của cái lực nó rất là mạnh, như vậy mà thấy nó rất là yên tĩnh. Thì lúc nào ở trên cái này con nó cũng trụ trên cái hơi thở, thì cái chân con nó rất là đau ấy, cái chỗ cái chân tự cũng đau á, thì cái chân thường đau á, nhưng mà dùng cái phát ý là nó rất là hay. Thì hồi đó thì con phát ý gì cái đó đâu hết, nhưng mà hồi hôm nay con trị nó hết. Nó an trú được đó mà. Con thấy con hôn này thì là tại do cái chỗ an trú mà cái chỗ nét nó hết. Đúng chứ, nó ăn trú được rồi nó. Bởi vì thầy dạy cho mấy con là ăn trú cho được. Mà ăn trú trên tứ niệm xứ là con quan sát ở bên bốn chỗ nó mà con ăn trú rồi. Thành ra con tác ý nó hết. Nó có cái cảm thọ bởi vì ở trên cái chỗ tứ niệm xứ đó mà mình tác ý để đẩy lui những cái chướng ngại ở trên thân của mình, tức là nhiếp phục tham ưu ở trên đó mà. Thì nó hết chứ không có phải không hết. Nó đem lại sự bình an cho mình, để cho mình ở trên cái tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự đó. Chứ còn cái
cái đoạn mà có đứng tay con cũng thấy là hai chân bước đi còn sao người bật đậu lắm các bạn, nghĩa là có đi chuông tay xuống, có đi bình thường nhưng mà không có chích, nghĩa là có cảm tỏ gì đến ví dụ họ ngứa hay gì con cứ miễn dùng chích là đuổi chứ mà không có thấy đuổi chứ mà không có có thấy ra mà củi gì á, tao cũng nghĩ là cũng như mình ngồi vậy. Vậy đúng đúng đó con, làm vậy đúng không dài đâu. Nó ý hiện tại là không có được tiếng nhất á, nó bất động hết rồi, nó bất động thêm luôn à, nó làm đó là khá lắm rồi, tiến bộ rồi con. Con ví dụ trước con làm được cái tàu dưới đất á, là tại con nghe nói con cũng ngam cái việc làm được vậy hả? Con đi ngồi con thấy ý mà tàu dưới đất á là nó ngồi con thấy cái thân mình nó thượng chứ không phải ngồi đúng rồi, nó nghe lời rồi đó, nó nghe lời nó hiệu quả nó kia nè, mình cảm nhận ra liền khi mình tắt ý rồi tới bắt đầu có cảm nhận được cái thân của mình nó chuyển mình ngồi thẳng mình lên là lại nó là cái pháp tắt ý hiệu quả đó. Bởi vì có chỉ có cái pháp con biết cái phương pháp mà của Phật dạy là cái pháp tắt ý là cái pháp làm chủ, mình muốn cái gì là mình ra lệnh nó sẽ nó vô nó làm đúng y như cái ý muốn của mình, cho nên mình làm chủ được sự sống chết của mình là nhờ cái pháp tắt ý đó. Chứ còn nếu mà không có pháp tác ý mình giết đâu, mình làm chủ đâu, mình đâu có điều khiển được đâu. Mà vậy mấy con tu tập có hiệu quả rồi đó. Vậy con nghĩ ra con tập 30 phút không? 30 phút thôi con, rồi mình nghiệm cho một ngày đó. Mà nếu được thì mình thay đổi cái quay nghi của nó từ cái ngồi đó, thì mình đứng dậy mình đi ha, hoặc là đứng dậy mình đi 30 phút được là mình thay đổi, mình tăng lên. Còn chưa được thì chưa tăng lên. Nó còn quên thì thôi con, nó quên thì con phải tập cho nó đừng quên đó. Rồi con tăng lên thì nó không quên, nó đi luôn được, nó dễ. Nhất là cái 30 phút đầu tiên này nó căn bản lắm á. Nó sơ sót là cái mình chết á. Bữa cái thời này con được, mà thời sau con không được là chưa được tăng đâu. Nó phải điều điều nhau hết thì mới được. Trong chính mình đạo trong 40 tướng nó mà nó điều điều với mình tăng. À mình tăng con, tăng lên. Nó điều đó. Tức là mình điều khiển được mà không phải là nó hứng, có khi nó hứng nó được, một khi nó không được. Còn này là mình điều khiển nó vô bằng cái phương pháp tác ý. Cho nên thầy dặn mấy con là mình tác ý xong rồi mình mới vô. Mình vô đó thì trong khi nó cũng chưa chịu vô đâu, một lúc là nó mới vô. Mà nó vô thì nó an trú được rồi, nó vô rồi đó. Thì lúc bây giờ đó hay hết giờ thôi. Mà mình cũng làm vậy, sau đó cái thời gian nó vô nó nhanh hơn con. Mình tác ý xong rồi cái bắt đầu mình đưa vào hơi thở, mình quan sát bốn chỗ thân họ tâm của mình. Tức là mình quan sát cái thân của mình. Thì hơi cái nó mới vô. Đầu tiên thì nó lâu hơn, lần lượt nó mau hơn, lần lượt nó mình tắt ý rồi cái mình ngồi chích nó vô. Nó vô cái nó ăn trú được liền. Rồi đó rồi thấy được vậy rồi cái bắt đầu mấy con tăng lên, thay đổi quay nghi tăng lên. Cái này 30 phút cái kia 30 phút. Cho nó đều trong bốn quay nghi. À, thậm chí như nằm cũng phải nằm nữa. Ở trường tập nằm là cảnh giác lắm chứ để không có ngủ. Tập nằm, tập nằm nữa còn nó bốn quay nghi. Thì mình thấy khi nào mà nó tỉnh rồi thì thật tỉnh mới dám nằm đó, chứ mà nó còn lơ mơ đó thì chưa dám đâu. Mà nằm vô nó dễ đánh, bởi vì mình muốn phá cái này mà nếu mình muốn phá cái tâm si của mình mà không nằm thì nó không lòi ra được đâu. Vậy cho nên vì vậy mình càng cố gắng hơn trên cái vấn đề đó thì cuối cùng tâm si mình ly hết, nằm nó vẫn tỉnh. Trong khi mình đứng đó mình có thể mình cử động được không, hay là mình chỉ đứng nguyên một chỗ không? À mình đứng nguyên một chỗ bất động đó, bất động, không? Bất động ngồi cũng như ngồi đó vậy đó. Chứ không có từ cuốn đó là, à, đúng rồi đó con. Không được. Không được. Cho nên nó tu bốn quay nghi mà đi đứng nằm ngồi. Cứ niệm xứ đó. Mà nó có một cái quan sát thôi, nó đứng nó cũng quan sát cái, tức là cái tâm không phóng dật á. Chỗ đó là cái chỗ quan trọng. À, là nó cũng đứng trên cái hơi thở mà. Con đứng nó cũng ở trên hơi thở nó quan sát. Con ngồi cũng quan sát. Mà con đi á thì nó cũng đứng ở trên cái hơi thở, còn nó quan sát mà bước đi nó vẫn bước. Chất bu bu của nó là cái hơi thở, nó đứng hơi thở, nó định hơi thở. Hồi tối mà con làm đó thì con thấy trong thời gian mà đi mà bất động á thì con thấy cảm thọ nó ra giống như mình ngồi thì con mới phát hiện do từ cái bất động của mình có cái cảm thọ. Đó vậy đó. Giống như con ngồi. Trong khi con ngồi đó con một điểm một thôi, con có thể xây dịch cái tầm mắt con tới luôn được con, xây dịch tới luôn được, xây dịch nhưng mà đừng có ở trong này vẫn quan sát thì được, chứ còn mà con mất cái quan sát này xây dịch cái nó mất thì không được.
tối lui đồ qua lại vẫn được. Vẫn được hết. Thì là con nhìn cái đồng hồ đó con canh. Cũng được, nhưng mà nhớ phải thấy được bốn chỗ thân tọa tâm ngoài, phải thấy cái tâm còn quan sát chứ để mất không được. Rồi cũng khổ là con mở mắt hay là con nhắm mắt được. Cũng được nữa, nhưng mà phải nói là mở mắt nhắm mắt đâu phải cẩn thận lắm chứ để không nó mất cái bốn cái thân của con, nó quyền quan sát đó. Đừng có để mất cái chỗ mà bốn chỗ của mình là được. Có vậy thôi, nó quên nên là không được á. Nó luôn luôn nó phải thấy bóng chỗ đó. Hít vô nó cũng thấy chỗ đó mà, thở ra cũng thấy chỗ đó mà, nhìn chỗ khác cũng thấy chỗ đó chứ mà nhìn chỗ khác mà thì nó phóng theo cái nhìn của con thì không được. Lưu ý cái bằng đó thì con mới tu đúng. Mà tại con còn cái bài làm mà nói về cái tâm mình không có bị bắt lại. Dạ. Con đã đem ra cái tướng của bất tịnh được nhưng mà không kể như vậy, cái bất tịnh cũng không biết kể vậy là sao? Thôi ví dụ như tóc thì con không biết diễn tả tóc như thế nào ở bất tịnh, nó từ đường tóc nào mà con đặt ra không biết đặt sao, rồi như móng tay mà như thân bất tiễn thì dễ rồi, nhưng mà như con nghe là nó từ cái chất nó thuộc về đất, nó thuộc về đất, đất nước gió lửa đó nó vốn, nhưng mà móng tay mình nó cũng thuộc về đất nè, rồi cái tóc của mình nó cũng thuộc về đất nè, mấy cái vật có cái hình tướng, có cái sắc tướng của nó đó thì nó thuộc về đất, còn nước thì nó thuộc về chất ướt nước đó. Còn lửa thì nó chất ấm nóng cái nhiệt lượng trong người của mình, còn gió là cái hơi thở ra vô nó, thành ra nó không, nó còn cái đặc tướng đặc tính của nó nằm ở trong mấy cái đất nước gió lửa hết. Bây giờ nó cái thân bất tịnh là thân tứ đại chứ có gì bốn đại đó, thì con dựa vào bốn đại thì con nói không sạch chứ, con móc ra bốn đại con nói à, thì nó không có sai. Và nhớ bốn đại mà nói cái thân bất tịnh trong bốn đại chứ có cái gì. Nói bất tịnh thì nói dễ thì sao mà diễn tả là không được. Hiểu thì hiểu vậy. Dạ. Nói cho nó rõ ra thì nó có, nhưng mà nói bất tịnh nói làm sao mà người ta nghe nó gốm quá đó. Thì mấy con nói đúng, nói hay vậy. Nghe nói bất tịnh mà nói nghe huyền kìa, ớn kìa. Nói sao mà nghe nó ngựa hồn, nhớ cái phần quá. Thì đó là mình lục. Con có thể con nói những cái mà con ngồi nó không được không? Thì nói à cái thân con cái thân con ngoài cái thân mình ra là mình không có, ví dụ như nói cái những cái đồ mới tịnh con đề cập tới vẫn được chứ. Được, nhưng mà điều kiện là tới đây tới rồi quán thực phẩm bất tịnh rồi. Cái thân bất tịnh rồi mới quán thực phẩm bất tịnh, hai cái này nó sẽ đi đôi nhau này. Hẳn cho biết có con biết không, bị cái lấy bất tịnh này nuôi cái bất tịnh này à, cho nên vì vậy mà làm cho mình nhàm chán gì không có thích cái ăn, mà nhàm chán gì cái sắc dục, làm cho nó gồm nhóm, nó ớn thật ớn đó, tức là quán nó bất tỉnh. Bây giờ rồi con có thể con muốn quán, con nói là khi mà tái sinh ở trong cái tử cung con có thể con nói gì từ đó được không? Nói gì bất tỉnh hả con? Dạ bất tỉnh. Đúng rồi, con nói được chứ, bởi vì nó nằm ở trong cái một cái đứa bé nó nằm ở trong cái chất nhơ bẩn, toàn bộ nó nằm ở trong cái phòng tối đen mà nó lại nhơ bẩn lắm. Dạ. Nước rồi chấn bất tỉnh dơ lắm ghê quá. Con nói được chứ nghe nó, trời đất ơi mình vô trong đó chết, nằm mà nằm ở trong cái phòng nước nôi chứ không phải phô đâu, mà đứa bé phải nằm chịu đựng ở trong đó mà 9 tháng 10 ngày chứ đâu có ít, mà nằm ở trong cái nước chất bẩn dơ nữa chứ, mà nằm chịu đựng suốt 9 tháng 10 ngày cỡ mà bây giờ mình như vậy mà nhét vô cái nhà nào mà cái nhà tường mình cho cái nước nhơ bẩn mà nhét ra chắc mình tiếng mồ mình cũng chết rồi chứ ở đó. Nó dơ mà nó hôi chứ, bởi nó dơ mà nó không hôi sao, nó hôi mà nó khó chịu lắm chứ đâu phải. Mấy người nào mà có đi nhà bảo sanh thì biết, họ sanh ra trời đất thấy mà phát sợ, kêu là nước lộ ố á, nó tuôn ra cứ nó mới đứa con nó mới ra chứ đâu phải dễ đâu. Nước ối đó bẩn ghê gốm lắm, thầy nói cỡ mà con người của mình nhét nó chắc chừng tiếng hồi. Như thế mà mình nằm trong 9 tháng 10 ngày mới sanh mình ra, nó phải dễ. Nó dơ lắm hay không? Dưa. Nhưng mà tôi là ông có thích bất hạnh điều này. Ví dụ như là ở phía sau chỗ hồ này cũng có bài kệ. Thì cái đó là khi mà tu tập có được những công đức gì thì nên che giấu. Cái thứ hai nữa là khi mà có những lỗi lầm thì nên có lỗi để sám hối.
còn ở trên kia đó ở trong cái quyển mà thì thân bản nó chuyện là ông có nói là khi mà thưa hỏi á, thì cái thưa hỏi riêng không biết thưa hỏi riêng là cái sự tư tập của nhiều là không nói là do đã biết, nhưng mà trong những giờ trong những thời gian học như vậy thì bây giờ hội viên tất cả những câu hỏi về cá nhân mình mọi người cũng đều biết hết trơn, nhưng mà mình nó có trở lại. À, nói chung là mình tự khoe là bản ngã mình lớn. Còn khi ví dụ như bây giờ thầy cần thấy bây giờ cái bài của mấy con làm bài này rất hay, để chung để mà mọi người đều đọc để mà hiểu nương vào chỗ đó, để mà lấy cái kinh nghiệm đó để mình quan sát lại, mà nhất là cái định vô lậu có nhiều khi có chỗ mình không có hiểu nữa, nhờ những người có nhiều người người ta đọc sách đọc kinh, những kinh mình có nhiều khi mình nghiên cứu chưa hết, cho nên nhờ đó mà mình thấy mình khi mình nghe được cái bài thì mình thấy mình hiểu thêm một cái số nào, thì cái lợi ích. Nhưng mà tội là cái người mà được đọc lên đó, thì nó sợ cái ngã của họ cũng lớn theo, cho nên vì vậy đó nó có thầy, thầy biết cách thức, cho nên khi mà đọc lên đó thầy sống bên họ, thầy cố gắng thầy khắc phục, khi mình biết đó thì mình phải áp dụng, để không mình nói mà mình làm không được thì mình xấu hổ lắm, làm cho cái người nói được họ phải nỗ lực rồi đó, cho nên nó không lỗi. Còn nếu mà con tự mà con nói là tôi tu được cái này kia đó, ý cái một cái bài kinh đó Đức Phật dạy mình tu mình có được cái gì đó, mình khoe là mình chết rồi. Tức là cái ngã của mình rồi. Còn cái này tự thầy đưa ra, còn cái này mấy con trình bày lại cái sự tu học coi có đúng hay sai, để mà thầy ấn chứng cho mấy con tu cái đó đúng hay sai. Cũng như nãy giờ mấy con trình bày đó, không có nghĩa là tự mấy con khoe, mà hỏi coi mình đang nghĩ không biết mình tu cái này có được không, mình tăng lên gì có được không, hỏi thầy để thầy xác định là bây giờ được thì đang mình đi về, chứ thử thật ra mình chưa có cái gì hết đâu. Yeah. Mình mới có tu cho nên nó chưa có sao không. mới tu, nhưng mà coi thử coi thăm dò hỏi thử coi thầy, con thầy là chỉ là người biết đi con đường đó, thầy đi trước rồi, cái nào đúng cái nào sai thầy biết, cho nên thầy mới dạy mấy con kỹ lưỡng và đồng thời cùng chung nhau để hỏi á, mấy con rút tỉa kinh nghiệm nhau con, nó đỡ lắm mà. Nó không trở ngại con. Còn con tự con nói là tu về cái này kia, coi dần cái ngã con. Cái này là nguy hiểm đó, cho nên ý của Đức Phật là cấm cái chỗ này, không được nói. À, mình tu được không có được nói, nhưng mà mình hỏi để cho mình tu tập và trao đổi những kinh nghiệm, nghe người này hỏi thì cái người kia chưa biết chứ họ rút tỉa được cái kinh nghiệm đó, khi họ tu họ dễ dàng hơn, cái đó không sao. Trong cái lớp học mình thì vậy, nhưng mà con đi ra con nói chuyện với bạn tu bữa nay được vài 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 nữa, hôm nay tôi thấy hào quang ánh sáng rồi, hỏi đó là chết còn. Cấm. Ừ, đó rồi. Ra còn.